Xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị đang xem Nhà mặt phố Hà Nội trên kênh Thiện Đất. Ngày hôm nay thì em Thiện mời quý vị cùng quay trở lại với khu vực ngã tư Sở để theo dõi một căn nhà mặt tiền đang bán. Ngôi nhà này thì có thông tin cụ thể như sau ạ. Nhà có mặt tiền là 5m, diện tích là 90m2. Xây dựng các tầng trên là khoảng 100m2. Đây là tòa nhà mới xây theo kiến trúc hiện đại 2022. Sẵn sàng có thể đưa vào sử dụng ngay. Bất động sản này thì nằm trên trục đường chính của khu phố Hoàng Văn Thái, Tô Vĩnh Diện thuộc quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Từ nhà có thể nhìn ra ngã tư Sở và Royal City, chỉ cách vài trăm mét thôi. Nếu như quý vị xem đến cuối video thì em sẽ có quay các tầng cao của nhà. Chúng ta sẽ thấy là vị trí rất đắc địa. Trước nhà thì mặt phố đường dài nhựa, có nhiều cây xanh. Về hè trước nhà 6m, có hầm để xe. Tòa nhà này là cực kỳ đẹp cho ai thích nhà thoáng. Nhà có 3 mặt thoáng, 1 mặt phố và 2 mặt ngõ. Có ngõ sau nhà này, có ngõ bên. Tất cả thì đều có mở cửa sổ để lấy ánh sáng và khí tươi. Đây cũng là một khổ đất đẹp, view đẹp, cho thuê kinh doanh hay là văn phòng gì cũng được. Mời quý vị, anh chị, cô bác cùng đến và xem thực tế nhé. Về tổng thể thì nhà xây mới là 9 tầng nổi và 1 tầng hầm. Bố trí cụ thể như sau. Ở dưới cùng là tầng hầm này. Các tầng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 là thông sàn văn phòng. Có vệ sinh, có thang máy và thang bộ ở cuối. Lên tới tầng 8 thì là chia 2 phòng ngủ. Lên tầng 9 là phòng ăn kết hợp với phòng khách sang trọng. Các sàn văn phòng này thì đều được lắp đặt sẵn hệ thống điều hòa âm trần Daikin. Tòa nhà được xây dựng với thiết kế hiện đại, phù hợp với diện tích và tối ưu công năng sử dụng. Trong hiện trạng và thiết kế thì có lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy tiêu chuẩn của thành phố. Từng loại nguyên vật liệu trong nhà đều được tuyển chọn hết sức kỹ lưỡng. Nhà này có 3 mặt thoáng nên là tốn khá nhiều cửa sổ. Cửa của nhà là sử dụng nhôm sinh pha. Về thiết bị vệ sinh là tất cả là của hãng American Standard. Về đá ốp mặt tiền và thang máy là đá cẩm thạch tự nhiên. Nguồn gốc là nhập khẩu từ Italia và Brazil. Ý thì vẫn là nước dẫn đầu thế giới về xuất khẩu các loại đá đặc biệt này, với khoảng 20% thị phần xuất khẩu đá marble toàn cầu. Ở nhà mình có cả mặt ngõ phía sau nên là phía thang bộ cũng rất là thoáng nhé. Theo các chuyên gia thì đá marble nó có màu nóng, màu sắc đậm, nên là ốp chân tường, ốp mặt tiền hay là ốp thang máy nó thường tạo nên cái sự vững chắc và kiên cố cho ngôi nhà. Ngoài ra thì đá marble có độ bền và chịu nhiệt tốt, có độ bóng và có tính thẩm mỹ cao. Đây quý vị có thể quan sát cái thang máy của nhà mình đấy ạ. Thang máy của nhà thì nhập qua đơn vị Thành Phát, sức chứa 9 người, 630kg. Thang này từ tầng hầm lên tầng 9, nội thất đẹp, vận hành êm ái. Về giá thì em có đề cập ở phần mô tả nhé. Giá có thỏa thuận trực tiếp và báo sang tên. Về thiết kế của nhà này, từ tầng 1 đến tầng 7 đều là thông sàn rộng. Cho nên là trong thời lượng ngắn thì em chỉ quay minh họa 1 đến 2 tầng thôi nhé. Còn lại là nó giống nhau, mọi người có thể trực tiếp đến xem. Khu phố Hoàng Văn Thái và Tô Vĩnh Diện, Nguyễn Ngọc Nại thì vẫn được biết đến là khu phố đẹp, mặt bằng rộng. Nó vốn là đất của sân bay Bạch Mai cũ. Khu này cùng với khu Trung Hòa Nhân Chính là một trong những khu vực đẹp nhất quận Thanh Xuân. Ở đây thì thuận tiện lưu thông các tuyến phố như là phố Kiểu Mẫu Lê Trọng Tấn, phố Trường Chinh, Tây Sơn, Tôn Thất Tùng, vân vân. Nhà mặt phố ở khu ngã tư Sở thì vẫn có cái vị trí đặc biệt bởi nó ở trung tâm. Di chuyển bán kính ra các quận khác thì không có chỗ nào bị quá xa. Đi Hai Bà Trưng, Đống Đa, Cầu Giấy, Hà Đông thì đều rất thuận đường. Em Thiện xin được tổng kết lại một số điểm chính về tòa nhà này như sau ạ. Nhà mới xây hiện đại, thiết kế và công nghệ 2022, hợp lý và sử dụng đa công năng. Diện tích đất là 90m2, xây dựng các tầng trên là 100m2, mặt tiền 5m,
Nhà này thì lô góc có 3 mặt tiền, một mặt phố và hai mặt ngõ. Hai bên thì đều có mở cửa thoáng. Đường phố thì kinh doanh sầm uất, là đường dài nhựa, có cây xanh và có vỉa hè rộng. Giống như một hệ sinh thái thì xung quanh đây rất nhiều tòa nhà văn phòng và trụ sở ngân hàng, văn phòng công ty, phù hợp để chúng ta mua sử dụng và cho thuê. Nhà này mới xây tỉ mỉ, nguyên vật liệu đắt tiền. Có thang máy, có hệ thống phòng cháy chữa cháy, có hệ thống điều hòa âm trần đã lắp sẵn rồi. Có hầm để xe, cộng với 9 tầng. Nhà thì cần bán gấp, có thể thương lượng trực tiếp và bao sang tên. Để xem và chọn lựa nhiều nhà mặt phố, nhiều nhà mặt tiền ở các tuyến phố một cách chuyên nghiệp, nhanh chóng, giao dịch trực tiếp, thì kính mời quý các anh chị kết nối trực tiếp em Thiện 0902 661 999. Ngoài ra thì em còn rất nhiều thông tin nhà, các mức giá và các tuyến phố khác nhau ở khu vực nội thành Hà Nội. Bên em thì cũng nhận đặt hàng xây nhà mặt phố theo mong muốn. Quý vị có thể liên lạc em Thiện để biết thêm. Em xin trân trọng cảm ơn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những video sau.